Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 7 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ. Kiểm tra tổ công tác xử lý vi phạm xe cơi nới thành thùng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả ghép vải trứng trên gốc vải lai tại huyện Phù Cừ. Huyện Kim Động khắc phục khó khăn thiếu bác sĩ tuyến cơ sở. Thiết bị điện lạnh không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường. Sáng nay, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tới dự sinh hoạt chi bộ thôn Đại Từ, Đảng bộ xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Chi bộ thôn có 89 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ thông tin tới đảng viên chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Tháng 5, chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thôn và đề ra nghị quyết tháng 6 năm 2023. Các đảng viên đều nhất trí về báo cáo đánh giá và tham gia ý kiến, cụ thể đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện sớm, xử lý vi phạm nếu có trong công tác quản lý đất đai, tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Lê Xuân Tiến thông tin tới chi bộ về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Đồng chí cũng mong chi bộ thôn Đại Từ luôn đoàn kết, các đồng chí đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và nghị quyết của chi bộ đề ra, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự sinh hoạt chi bộ thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã thông qua nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã thông báo công tác kiểm tra giám sát tại chi bộ, đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023. Trong tháng 5, chi ủy, chi bộ thôn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, cảnh quan dân cư, giới thiệu 3 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng. Các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận đưa ra các ý kiến như tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, công khai minh bạch các khoản thu chi trong các nhà trường, đảm bảo an toàn chống đuối nước. Đồng chí Bùi Thế Cử đề nghị trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống đuối nước, đặt biển cảnh báo, tiếp tục lắp đặt các cụm camera an ninh đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đi kiểm tra tiến độ một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ và khảo sát thực tế nhu cầu, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh để xây dựng kế hoạch năm 2024 tại huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu. Tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, đoàn đã đến kiểm tra thực tế đề tài, nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống cây trồng thảo dược. Qua 2 năm triển khai, đối với giống lạc đen, xác định được giống lạc thích hợp để gieo trồng, đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế. Tiếp đó, đoàn đến nắm bắt nhu cầu nghiên cứu phát triển sản phẩm của công ty cổ phần dinh dưỡng Avanes Việt Nam tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đơn vị đề xuất sản xuất 3 loại sản phẩm nước yến, từ yến xào và nhãn lồng hạt sen. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan quản lý theo dõi các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023, đảm bảo nội dung tiến độ, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị chủ trì trong quá trình triển khai nhiệm vụ, phối hợp với các sở ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề xuất đặt hàng các chương trình dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia nhằm hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tiếp cận với nguồn kinh phí của Trung ương. Các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phục vụ nhu cầu phát triển của ngành và địa phương. Sáng nay, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra, động viên các tổ công tác của Công an tỉnh làm nhiệm vụ xử lý xe cơi nới thành thùng chở quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh. Tại buổi kiểm tra,
Các tổ công tác đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 217 phương tiện có dấu hiệu cơi thủy lực. Sau 5 ngày ra quân của các tổ công tác, đã có 114 phương tiện tự giác tháo cơi thủy lực về nguyên bản. Các phương tiện còn lại hiện đang dừng hoạt động và tiến hành cắt hạ cơi. Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát cắt hạ cơi, tổ công tác đã đấu tranh làm rõ đối với các cơ sở tiến hành lắp đặt hệ thống cơi thủy lực. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh biểu dương ghi nhận đánh giá cao những kết quả tổ công tác đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng khi tham gia giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy Hưng Yên cũng vừa ban hành kết luận số 671 về điều chỉnh phương án lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây cũng là nội dung được thông qua tại kỳ họp thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa qua. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tán thành định hướng quy hoạch đô thị tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau. Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương, có 4 thành phố là thành phố Hưng Yên, Mỹ Hào, Văn Giang và Văn Lâm, 2 thị xã là thị xã Yên Mỹ và Khói Châu, 4 huyện là huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động và Ân Thi. Đến năm 2037, tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị loại 1, có 3 quận là quận Phố Hiến, trước đây là thành phố Hưng Yên, quận Mỹ Hào và Văn Giang, 2 thành phố là thành phố Văn Lâm và Yên Mỹ. 5 thị xã là thị xã Khói Châu, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cừ. Đến năm 2050, thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương có 8 quận và 2 thị xã. Để xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh thuộc nhóm các địa phương có công nghiệp phát triển mạnh của cả nước đến năm 2030, thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp đến năm 2050 như sau. Giai đoạn 2021-2030 bố trí 30 khu công nghiệp với diện tích khoảng 9.540 ha. Giai đoạn sau năm 2030 đến năm 2050 bố trí thêm 5 khu công nghiệp với diện tích khoảng 2.460 ha. Điều chỉnh trong giai đoạn 2021-2030 giảm 5.950 ha đất nông nghiệp, tăng 5.950 ha đất phi nông nghiệp để bổ sung đất cho các khu cụm công nghiệp, các dự án đô thị, khu dân cư thương mại, dịch vụ, giao thông, cơ sở thể dục thể thao. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng triển khai chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch bãi đỗ xe công cộng, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành thẩm định hồ sơ của 55 trên 55 thôn, khu phố để trình lên Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt bãi đỗ xe tại các thôn, khu phố trên địa bàn. Theo đó, 53 thôn và 2 khu phố trên địa bàn của huyện Tiên Lữ đã hoàn thành công tác rà soát diện tích và vị trí bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn và trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Trên cơ sở đó, các điểm được quy hoạch bãi đỗ xe tại các thôn, khu phố sẽ đáp ứng các điều kiện như đảm bảo không phá vỡ quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, vị trí bãi đỗ xe đảm bảo tính khoa học, phục vụ tích cực nhu cầu đỗ xe trong dịp lễ Tết và lễ hội, cũng như là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn của địa phương. Thì sau khi mà ban tỉnh có văn bản chỉ đạo là mỗi thôn có từ 1 đến 2 bãi đỗ xe tĩnh, thì ban huyện Tiên Lữ cũng đã có ban hành văn bản là chỉ đạo bên các xã thị trấn tổ chức rà soát, và đồng thời là cùng với rà soát cái quy hoạch sử dụng đất của huyện, thì hiện nay huyện Tiên Lữ cũng đã chỉ đạo và các xã đã tổng hợp xong xác định được các vị trí báo cáo ban tỉnh Sở Tài nguyên Môi trường. Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu điểm đỗ xe công cộng phục vụ nhu cầu phát triển xã hội, các địa phương của huyện Tiên Lữ cũng đảm bảo các bãi đỗ xe phát huy công năng, tránh lãng phí đất sau khi được phê duyệt chính thức bãi đỗ xe công cộng. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào còn tồn tại một số điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng. Thực tế này đang khiến cho tiến độ thi công xây dựng một số công trình gặp khó khăn, dẫn đến tiến độ giải ngân chậm. Cụ thể,
Tại công trình nâng cấp tuyến đường 387 đoạn qua xã Dương Quang, hiện còn 5 hộ chưa nhận tiền. Nguyên nhân là do các hộ này chưa đồng ý với phương án đền bù, trong đó có 2 hộ diện tích tăng so với bản đồ gốc 299 đang xác định lại nguồn gốc đất. Toàn bộ tuyến đường dây điện hạ thế nằm trong phạm vi mặt đường nâng cấp. Tại dự án đường Hưng Yên Hà Nội, trên địa bàn phường Nhân Hòa, còn 3 hộ chưa bàn giao mặt bằng trong phạm vi xây dựng cầu vượt đường quốc lộ 5 do địa phương chưa làm xong khu tái định cư. Dự án đường trục phường Bạch Sam có một số hộ chưa hợp tác với lý do đơn giá bồi thường thấp. Đường trục trung tâm thị xã hiện đang lập phương án và xin hệ số K đơn giá bồi thường hỗ trợ. Hiện các địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động và xác định nguồn gốc đất nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Nhằm nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh tế và đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều nông dân ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cử đã mạnh dạn ghép vải trứng trên gốc vải lai và đã cho hiệu quả cao. Vườn vải trứng Hưng Yên sai chữ quả của nhà ông Hà Văn Tráng, đây vốn là những gốc cây vải lai chín sớm. Năm 2011, ông Tráng đã triển khai ghép các mắt vải trứng từ những cây đầu dòng ở xã Phan Xào Nam. Chỉ sau một năm, các mắt vải trứng đã cho sản lượng vào năm nay cho trên 1 tấn quả, chất lượng mẫu mã như cây vải trứng gốc. Nếu như trước đây cả vườn vải lai chín sớm chỉ cho thu từ 30 đến 40 triệu đồng, thì năm nay với 40 cây vải ghép cho thu trên 100 triệu đồng. Năm ngoái thì nó đạt cho tôi mấy chục cân, nhưng năm nay nó lại đạt cho tôi bội thu. Tôi ghép 40 cây, năm nay đưa sản lượng của tôi trên 1 tấn. Tôi đã ký hợp đồng là trên 100.000 trên 1 kg. Quả của tôi chỉ có 14, 15 quả. Đấy là bé nhất. Còn nếu mà chọn ra thì là nó chỉ là 12, 13 quả một cân. Đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Tiến đã ghép cải tạo giống vải trứng Hưng Yên trên gốc vải lai chín sớm Phù Cử với quy mô 2 hectare. Sau gần 2 năm thực hiện, 100% cây ghép, hơn 90% mắt ghép sống và sinh trưởng khỏe mạnh. Đây là biện pháp không chỉ rút ngắn thời gian sinh trưởng, bổ sung nhanh giống mới vào sản xuất mà còn góp phần cải tạo năng suất, chất lượng cây trồng cho chất lượng quả vải tốt hơn. Nếu mình trồng một cành vải trứng, từ cành cắt ra thì thấp nhất phải có 3 đến 5 năm mới thu hoạch. Nhưng chúng tôi ghép ở gốc vải lai thì chỉ năm trước và năm sau chúng tôi đã có thu hoạch. Chúng tôi thấy là cái mắt cả vải trứng ghép trên gốc vải lai phát triển rất tốt. Tỷ lệ quả lại đạt cao hơn và chất lượng của nó cũng cao. Và quả to hơn so với lại trồng từ gốc vải trứng. Tới đây là tôi đang phấn đấu để sẽ chuyển sang khoảng 20 hectare. Với nhiều đặc điểm tốt cùng vị ngon ngọt đặc biệt, những năm gần đây, quả vải trứng Hưng Yên ngày càng được nhiều người biết đến tìm mua. Tuy vậy, với sản lượng khoảng trên 200 tấn, không đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì vậy, việc ghép vải trứng trên gốc vải lai sẽ góp phần sớm nâng sản lượng vải, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 20.000 ha lúa xuân. Theo kế hoạch, vụ mùa, toàn tỉnh sẽ gieo cấy 25.000 ha, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 15 tháng 7. Ước tính năng suất lúa đạt gần 68 tạ một hecta, cao hơn so với vụ xuân năm 2022. Theo kế hoạch, ở vụ mùa, diện tích lúa mùa sớm chiếm 5% đến 10% gồm các giống Đài Thơm 8, TBR89, còn lại là mùa chung các giống nếp Thơm Hưng Yên, AID168, DH12, Hà Phát 3, VNR20. Diện tích lúa chất lượng cao chiếm trên 70%. Các địa phương chấp hành lịch cơ cấu giống và trả vụ, kiên quyết không để công tác gieo cấy lúa mùa chậm hơn so với lịch, sẽ bị ảnh hưởng của mưa bão úng đầu vụ và ảnh hưởng tới sản xuất vụ đông. Bố trí gieo cấy theo lịch của trà lúa mùa sớm đối với chân ruộng có kế hoạch làm cây vụ đông sớm, thực hiện gieo cấy theo phương châm chiêm hơn sướng, mùa hơn đêm, cấy mạ đúng tuổi, đảm bảo số rảnh và mật độ theo quy trình thâm canh của từng giống, áp dụng gieo thẳng, cấy máy ở chân cao, vàn cao, chủ động tưới tiêu để giảm chi phí và công lao động, giảm áp lực lao động ở đầu vụ, giải vụ thu hoạch và bố trí trồng cây vụ đông sớm. Mạng lưới y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay ngành y tế huyện Kim Động gặp không ít khó khăn do thiếu bác sĩ. Điều này ảnh hưởng phần nào đến công tác khám chữa bệnh cho người dân. Vì vậy, nhân viên y tế các địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn bằng nhiều hình thức để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hơn chục năm qua, trạm y tế xã Thọ Vinh không có bác sĩ. Mọi công việc từ y tế dự phòng, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe sinh sản đến quản lý sức khỏe cộng đồng và các hoạt động truyền thông, báo cáo đều được thực hiện bởi 7 cán bộ nhân viên của trạm.
trong đó có 2 y sĩ, 3 điều dưỡng, mỗi tháng có từ 3 đến 400 lượt bệnh nhân đến thăm khám điều trị, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế đều nâng cao năng lực chuyên môn và khắc phục khó khăn bằng những giải pháp dài hạn. Thời gian qua khoảng hơn chục năm ấy, thì trạm y tế xã Thọ Vinh mặc dù là thiếu bác sĩ nhưng mà toàn bộ cán bộ công chức viên chức của trạm ấy luôn luôn là nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để cái khắc phục trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ là đào tạo nguồn tại trạm để mà phù hợp với chuyên môn và cái quy định của nhà nước hiện hành. Tôi thì có con nhỏ đi ra đây thì các y bác sĩ ở đây thì rất là tận tình, chu đáo. Mặc dù là thiếu bác sĩ nhưng mà thuốc men thì cũng cẩn thận, về nhà thì chúng tôi rất là yên tâm. Huyện Kim Đồng còn 2 trạm y tế không có bác sĩ, gồm trạm y tế xã Phú Thịnh và xã Thọ Vinh. Từ đầu năm 2023, huyện đã bổ sung một bác sĩ tại trạm y tế xã Nhân La sau 3 năm không có bác sĩ do cán bộ của trạm vừa hoàn thành xong chương trình học nâng chuẩn bác sĩ và quay trở lại công tác. Tại các trạm y tế có bác sĩ, hầu hết cũng đều là các cán bộ của trạm đi học nâng chuẩn như vậy. Thì đối với Nhân Na là một trong những cái xã mà 3 năm qua đã thiếu bác sĩ, thì trạm y tế khắc phục bằng cách là tăng cường học hỏi về chuyên môn, nâng cao tay nghề, nhất là trong cái đợt dịch vừa qua, và sự hỗ trợ của các xã khác rồi là cũng như là bác sĩ ở tuyến trên về. Thực tế hiện nay, tuyến y tế cơ sở được giao đảm nhận rất nhiều phần việc liên quan đến y tế tại cơ sở như y tế dự phòng, khám, cấp phát thuốc, truyền thông, y tế học đường. Đồng thời, quy định về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật như siêu âm, điện tim, xét nghiệm hay việc cấp phát thăm khám và kê đơn một số loại bệnh và thuốc đặc thù phải được thực hiện bởi bác sĩ có trình độ chuyên môn. Vì vậy, dù nhân viên y tế cơ sở tại các trạm đã nỗ lực cố gắng rất nhiều, song vẫn gặp những khó khăn hạn chế và những giải pháp dài hạn vẫn rất cần hơn nữa những chính sách thu hút nhân tài, bác sĩ về cơ sở để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, oi bức khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của người dân tăng cao. Thị trường điện lạnh, thiết bị làm mát trên địa bàn tỉnh cũng trở nên sôi động. Tuy nhiên, bên cạnh những cửa hàng siêu thị uy tín thì trên thị trường vẫn còn một số cửa hàng bày bán hàng hóa thiết bị điện lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đơn cử như ở cơ sở 2, cửa hàng phân phối bán buôn, bán lẻ điện gia dụng Thi Viện, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, rất dễ dàng để mua những sản phẩm điện tử, điện lạnh của nước ngoài, không có tem nhãn phụ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, không dán tem hợp quy. Nhiều nhất là sản phẩm từ Trung Quốc. Hàng hóa được bày bán tại cửa hàng cũng như trong kho, đa số là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không dán chứng nhận sản phẩm an toàn của Bộ Công Thương. Chứ này chứ gì chị ơi? Chị Vân Tàu đấy anh ạ. Có một cái quà từ mua bên phía nữa đây. Đây là hàng gì đấy chị? Hàng Nhật, hàng Hàn Quốc. Hàn Quốc à? Hàn Quốc gì? Qua ghi nhận tại một số cửa hàng phân phối bán buôn bán lẻ thiết bị điện tử trên đường Điện Biên, thành phố Hưng Yên, cũng bán rất nhiều những sản phẩm trôi nổi, đặc biệt là quạt điện. Bên cạnh những sản phẩm chính hãng, có nhiều sản phẩm không có tem nhãn phụ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, không dán tem hợp quy và tem đảm bảo an toàn của Bộ Công Thương. Nhiều cái mặt hàng của Trung Quốc hết, phải hàng Việt có không? Hàng Việt không có anh ạ. Dạ? Không có anh ạ. Cái hàng này lên giá không? Trung Quốc anh ạ. Trung Quốc à? Vâng. Bán những hàng này quản lý thị trường người ta không nói nhỉ? Kệ người ta, nó đến thì nó có giấy hết ạ. Cái này ấy, tất cả nó là nhựa này của nó đều hạt đạt tiêu nhưng chuẩn. Nhưng mà đạt tiêu chuẩn chị dựa vào đâu mà biết là đạt tiêu chuẩn? Thì mình nhập về mình. Mình nhập đâu, tem nhập đâu, này. Giấy chứng mình nhận của Bộ Công Thương đâu? Nó là hàng, đương nhiên nó là hàng chưa rồi. Con này bao tiền? Con này là 7,5 triệu ạ. Đắt thế này. Công ty nhập khẩu là đơn vị nào? Hàng Đài Loan thì chẳng có công ty nào ạ. Bọn em ở trên đầu nguồn bọn em nhập thôi ạ. Nhập đó. Thế là phải có công ty nhập khẩu. Công ty của nó là công ty làm sao em nói được với bác. Bác đang quay video đấy ạ. Em không cho quay đâu. Bọn anh mua em không bán. Bọn tôi mua cái này. Nhưng em không bán được chưa? Hiện nay trên thị trường điện lạnh rất đa dạng, để mua được sản phẩm tốt, an toàn, người dân nên lựa chọn sản phẩm chính hãng tại các cửa hàng siêu thị có uy tín, đảm bảo về xuất xứ và chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bảo hành dịch vụ hậu mãi khi lắp đặt. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.